Thành Công chào cả nhà. Cả nhà hôm nay Thành Công chia sẻ cho cả nhà là bài thuốc đau thần dây thần kinh tọa cả nhà. Thì cả nhà thấy Thành Công vừa qua làm mấy bài thuốc mà tế chua đó là chị tiểu gắt chứ chị suy thận cả nhà, cái đó là hữu hiệu thiệt 100% mà mình mới chia sẻ cả nhà. Thì hôm nay mình cũng có bài thuốc thần kinh tọa, mình cũng có làm video đó lúc mình chưa vào quảng cáo, thì những bạn mới, những anh em mới, những đồng nghiệp mới, thì những cộng đồng mạng, những bà con trên mọi miền đất nước nha cả nhà. Thì Thành Công nay chia sẻ bài thuốc thần kinh tọa này gửi đến mọi người, nếu ai có mà đau nhức xương khớp đó là thần kinh tọa là hữu hiệu 100% cả nhà. Là cả nhà cũng có thể tham khảo lại những video thuốc trị bệnh của mình là thần kinh tọa đó, nên nó cũng là 2.000 mấy view rồi. Thì thật sự ra thì những comment ở trong đó người ta xin thuốc cũng rất là nhiều và cũng là hữu hiệu nữa cả nhà. Đó là bên nhạc gia mình, bên vợ mình đã uống và thành công luôn cả nhà. Thì mình cũng làm video này gửi đến cả nhà lần hai và mong rằng giúp đỡ được mọi người được nhiều sức khỏe, để còn những công việc nặng nhẹ hơn nữa cả nhà. Tại vì bệnh thần kinh tọa không phải đơn giản cả nhà. Thì Thành Công cũng chia sẻ hết lòng, không phải mà lên đây mà chia sẻ bậy bạ để câu view để kiếm tiền gì YouTube cả nhà. Không phải là riêng gì YouTube mà cũng phải riêng về xã hội, riêng về đời sống của mọi người, chứ không phải chia sẻ bậy bạ cho cả nhà để mà uống người tác hại tầm bậy nha cả nhà. Thì ra tiệm thuốc bắc thì người ta cũng có hướng dẫn nha cả nhà, chứ không phải mà Thành Công nói chuyện mà khơi khơi đâu được nha cả nhà. Thôi thì Thành Công tâm sự với cả nhà tí thôi. Thì bắt đầu vào việc, Thành Công cũng vô cái bài thuốc mà Thành Công cũng chuẩn bị để ngâm vào keo, hướng dẫn sơ sơ cho cả nhà xem. Nhưng ở cuối video thì nó có hai bài thuốc nữa cả nhà, một bài thuốc là để dành uống, một bài thuốc thì để xoa bóp những cái chỗ mà teo cơ cả nhà. Bắt đầu mình vào việc cả nhà. Thì đây cả nhà, thang thuốc thần kinh tọa mình mua về rồi mình lấy cái keo sành đó cả nhà, mình bỏ vô gì nè, bỏ vô rồi là mình mua rượu về mình ngâm là khoảng tầm trên từng nửa tháng là mình uống được cả nhà. Còn này Thành Công chưa có mua rượu, Thành Công chỉ hướng dẫn sơ sơ cho cả nhà tham khảo nha cả nhà. Thì cả nhà xem hết cái đoạn mà bình của thuốc này là cuối video nó có đầy đủ hai bài thuốc cả nhà, hai bài thuốc Thành Công để ở sau cho cả nhà dễ tham khảo nữa. Thì cả nhà chụp hình lại đem qua tiệm thuốc thì cả nhà làm cả nhà.